bối rối, người ấy làm em vui, em về trong đời mừng, tôi chúc em đầy vui. Em cách xa tôi rồi, vùng nhớ nào trong tôi đau này nghe lòng lòng, con phố tôi mình. Có hướng dẫn đấy. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Phạm Thị Thu Hà về những thông tin rất là hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, thoát vị địa đệm phổ biến ở độ tuổi từ 40 đến 60 với nhiều nguyên nhân và triệu